Em xin kính chào quý chị khách hàng nhé. Tiếp tục một cái video nữa. Video này Hạnh Nguyễn sẽ giới thiệu về những cái sản phẩm từ chủ đầu tư anh chị nhé. Và đây là biệt thự sân gốt Westlake Tân Mỹ Đức Hòa Long An. Trước mặt quý anh chị khách hàng đây là những cái căn biệt thự mini diện tích 6x14 xây 1/2 lầu. Thì Hạnh Nguyễn không vòng vo nữa, thì Hạnh Nguyễn vào để mà giới thiệu cho quý anh chị khách hàng cùng vào trải nghiệm dự án nhé. Đây là cái dự án biệt thự sân gốt Westlake Tân Mỹ Đức Hòa Long An, nằm ngay 145 DT822 Tân Mỹ Đức Hòa Long An anh chị nhé. Cách Củ Chi là 8 cây số, cách trung tâm Hậu Nghĩa Đức Hòa là 12 cây số và cách thành phố Hồ Chí Minh đâu đó là khoảng 30 đến 45 phút chạy xe anh chị nhé. Và ở đây là có 500 căn biệt thự, bao gồm biệt thự mini, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Thì hiện tại bây giờ chủ đầu tư đang còn khoảng 50 căn biệt thự mini với giá là 3 tỷ 7 một căn. Biệt thự song lập đâu đó thì còn khoảng chục căn với giá là 6 tỷ 6 một căn anh chị nhé. Với chính sách thanh toán như sau, khi mà quý chị khách hàng thanh toán 20%, mình sẽ được chiết khấu 1% và tặng 7 chỉ vàng. Phần còn lại mình thanh toán chậm trong vòng 24 tháng không lãi suất nhé. Thanh toán 50% thì khi mà thanh toán ký hợp đồng 50% sẽ được chiết khấu ngay 5% và được tặng 7 chỉ vàng. Phần còn lại mình thanh toán chậm trong vòng 12 tháng không lãi suất nhé. Và phương thức thanh toán cao nhất là thanh toán 95%. Thanh toán 95% thì ký hợp đồng 95%, chiết khấu ngay 9%, tặng 7 chỉ vàng anh chị nhé. Đặc biệt cái vấn đề sổ ở đây thì cuối năm 2024 này chủ đầu tư sẽ bắt đầu bàn giao sổ anh chị nhé. Hiện tại đã tách sổ xong và đang hoàn công rồi, cho nên anh chị yên tâm về vấn đề sổ sách nhé. Và ở đây thì đã xây dựng gần như 100% xong hết rồi. Tất cả các tiện ích đã đầy đủ hết rồi. Và Sở Tài nguyên Môi trường đã vào nghiệm thu dự án anh chị nhé. Tới đây sẽ bàn giao cho quý chị khách hàng sổ, cũng như là sổ sẽ hoàn công luôn rồi anh chị nhé. Đấy, và ở đây thì Hạnh Nguyễn có nắm rất là nhiều những cái sản phẩm từ chủ đầu tư. Hạnh Nguyễn đang bán sản phẩm này cộng với những cái sản phẩm ký gửi, thì anh chị có nhu cầu ở sản phẩm nào và là thắc mắc dự án hoặc là cần hỗ trợ thông tin về dự án biệt thự sân gốt Westlake này, có thể là liên hệ cho bất động sản Hạnh Nguyễn nhé. Hạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý chị khách hàng hết lòng. Và đặc biệt là Hạnh Nguyễn có nhận hoàn thiện nhà. Đối với những cái dự án của tập đoàn Trần Anh thì Hạnh Nguyễn có nhận hoàn thiện nhà anh chị nhé. Với rất nhiều những cái nhà thầu mà đã đi hoàn thiện những cái dự án của tập đoàn Trần Anh 13 năm rồi, cho nên là kinh nghiệm họ rất nhiều. Với giá cực kỳ ưu đãi và được trả chậm trong vòng 12 tháng anh chị nhé. Hoàn thiện được trả chậm. Đấy, và Hạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ cho quý anh chị khách hàng nào mà mua những cái căn biệt thự ở đây đó, nếu mà hoàn thiện đó, thì Hạnh Nguyễn sẽ hỗ trợ quản lý căn nhà đó và tìm khách hàng cho thuê cho quý chị khách hàng nhé, nếu anh chị khách hàng chưa ở. Đấy, rất là nhiều cái đặc quyền cho quý chị khách hàng ở thời điểm này. Anh chị nào có nhu cầu thì có thể là liên hệ nhé. Số điện thoại Hạnh Nguyễn sẽ để trên màn hình và phần mô tả. Em xin kính chào quý chị khách hàng nhé.